Xin kính chào các Thượng Đế. Lời đầu, cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc cùng với lại lời chúc tốt đẹp nhất tới các Thượng Đế trên giải chữ S. Cảm ơn mọi người đã tái hiện cảnh trên bến dưới thuyền trên kênh YouTube của Khang Audio 1861. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày mồng 2, mồng 1 sớm mai mồng 2 đầu tháng. Từ sáng tới giờ có hai video giới thiệu, một video giới thiệu về băng cassette, một video giới thiệu về cái mặt của cái cục giữa đài Sony Commodian CFS-1110SE đã được các Thượng Đế ngỏ lời yêu thương trìu mến, đó là Trần Văn Chốt. Nghe cái từ Trần Văn Chốt nó mới êm ái làm sao, nó ưng cái bụng làm sao. Có thể nói rằng nghe cái từ Trần Văn Chốt ấy, thì audio ra ban thì cứ phải gọi bằng cụ tổ. Phải gọi bằng cụ tổ, nghe cái từ Trần Văn Chốt nó ưng cái bụng lắm. Ai nghe cũng cảm thấy ưng cái bụng. Một lần nữa trân trọng cảm ơn mọi người. Combo băng cassette số 1 đăng lên buổi sáng ngày hôm nay đã được sư huynh ở thành phố Lai Châu đã Trần Văn Chốt. Giao Linh Tuân Vũ này, Trường Vũ này, Thanh Tuyền Hương Lan này, Tứ Quý Đặc Biệt này, Phương Dung, Thu Hiền. Và báo cáo với lại các Thượng Đế, nghìn vàng trả tiếc, tiếc gì tiền bo. Ở cái video đầu tháng mà được coi như thế là mọi người hưởng ứng Trần Văn Chốt ngay. Bởi vậy, tấm lòng của người nông dân xin gửi tặng sư huynh một cuộn băng Sony HF90, Sony HF90, ca sĩ Khánh Ly hát những ca khúc của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Trong này lại có những cái bài tỷ dụ như sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Những khi chiều tối cần có một nụ cười để ngậm ngùi theo lá bay. Trân trọng kính tặng sư huynh một cuộn băng ca sĩ Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Sư huynh ở Lai Châu còn Trần Văn Chốt thêm bốn cái bánh tì của đài Sony 710. Bốn cái bánh tì 20.000 đồng một cái bánh tì như này. Đấy. Một lần nữa để trân trọng cảm ơn sư huynh ở thành phố Lai Châu. Nãy điện thoại cho sư huynh mà nói bảo anh thế là ở Lai Châu thì có Mường Tè. Mường Tè đây không biết là bản Mường thì phải, đúng rồi. Thế còn không biết, chắc là huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đấy. Thì anh đi công tác bản Mường. Anh đi công tác bản Mường mà cái câu sau rồi lại chả nhớ là cái câu gì nữa. Đúng là nông văn rền, nông dân. Nếu có quý vị nào mà nhớ cái câu sau thì bổ sung thêm. Anh đi công tác bản Mường, cái gì nữa xong là anh về với em đấy. Hay, hoặc là anh đi công tác bờ lây, không, bờ lây cu đấy nhá. Đấy. Đây là cái mặt của cái cục giữa đài Sony Commodian CFS-1110SE. Vừa giới thiệu xong, đã được một người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Đồng Nai đã Trần Văn Chốt 120.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển cho một cái mặt của cái cục giữa này. Đấy. Đã có video xoay chi tiết kỹ lưỡng tỉ mỉ rồi, nó chỉ có bị ở cái nút vớt này thôi, đó, nó bị gãy buộc dây đồng vào thôi, thế còn ngoài ra chân ốc các thứ còn hết, chân ốc còn hết nhá. Thì mình bảo là mình bán cái cửa băng này thôi, bán cái cửa băng này là 100.000 đồng, thế còn cái vỏ mặt trước này không lấy tiền, thế nhưng mà phải trả tiền thùng xốp là 20.000 đồng. Nếu lấy cả là 120, còn lấy nguyên cái cửa băng thì 100. Thì người anh em ở Đồng Nai lấy cả bộ này là 120.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn. Bây giờ lại tiếp tục giới thiệu với lại các Thượng Đế trên giải chữ S một combo băng cassette nữa để các Thượng Đế Trần Văn Chốt. Ở combo này có tựa đề là combo băng cassette số 2. Để tránh nhầm lẫn khi các Thượng Đế ngỏ lời yêu thương đó là Trần Văn Chốt thì nói rõ cho tôi chốt combo số 2. Ngày hôm nay dương lịch ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5. Vui sao một sáng tháng 5.
Cuộn thứ nhất, băng Sony HF90 Line New, nói bằng tiếng Kinh là rất mới. Băng này thì chương trình là nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện có một mặt là hát về xứ Huế. Cuộn này là cuộn thứ hai, Chế Linh Thanh Tuyền, cũng băng Sony HF90. Đây là những cuộn băng, nhắc lại với mọi người đây là những cuộn băng tự mình thâu. Đấy, đã kiểm tra âm thanh mặt A và mặt B rồi. Đây là những đệ tử ưu tú, đây là những đệ tử văn võ song toàn của lão nông. Cuộn này là cuộn thứ ba, Tứ Đại Danh Ca. Tứ Đại Danh Ca, Duy Khánh, Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh hát ở trong cuộn băng này. Tứ Đại Danh Ca, những ca khúc yêu cầu. Còn âm thanh thì chép bật tanh tách, bật như tôm rảo. Cuộn này là cuộn thứ tư, Thanh Tuyền và Hương Lan. Thanh Tuyền và Hương Lan thì đại đa số những cái cuộn băng mà nhiều người yêu thích thì mình thâu, còn những cái cuộn băng mà số lượng người yêu thích ít hơn thì đấy là mình chưa thâu nhá. Thế là khi mà các thượng đế có yêu cầu thì mình thâu thôi. Còn chủ lực là những cái băng nào mà nhiều người thích, đấy, vạn người mê, tỷ người thích thì mới thâu sẵn. Cuộn băng này cũng vậy, băng này cũng rất chi là được nhiều người đón nhận. Đó là băng LKTV, dịch ra là Liên Khúc Tuấn Vũ. Liên Khúc Tuấn Vũ, Liên Khúc Tuấn Vũ 1-2. 1-2 thì nó bốc lắm, bốc. Mà nghe Liên Khúc thì Liên Khúc Tuấn Vũ, hoặc Liên Khúc Chiều Mưa Ba, hoặc Liên Khúc Tình Yêu. Đấy là những cái liên khúc mà đi cùng năm tháng, đi vào huyền thoại. Ngoài những cái bài ca mà đi cùng năm tháng ra, tí dụ như bài ca Bên Cánh Võng nhá. Cuộn này là cuộn thứ 6, ca sĩ Ngọc Sơn. Ca sĩ Ngọc Sơn, Ngọc Sơn, nhưng mà Ngọc Sơn hát những cái ca khúc thập niên 90 nhá. Đấy, thì ta nghe vào đài cassette thì ta mới nhớ lại cái thời của ta. Cái thời coi như thế là dùng nhựa hồng xiêm, nhựa hồng xiêm để dính dây băng ấy nhá, nhựa hồng xiêm để dính dây băng. Nói đến nhựa hồng xiêm lại nhớ đến coi như trèo lên cây, coi như thế là lấy hồng xiêm, lấy quả hồng xiêm ấy. Đấy, thế mà cái cô nhà bên, cô ở dưới, cô ấy đỡ quả hồng xiêm mà cô không đỡ, cô cứ bảo lấy nhầm rồi nhá. Mình ở bên trên cây mà cô ở dưới, mà ngày xưa thì làm gì có cái gì. Ngày xưa làm gì có cái gì, nhưng mà ngày xưa nó lại có nhiều cái của ngày xưa. Thì cũng chẳng nói cụ thể ra làm cái gì cả. Nói ngày xưa trèo cái hồng xiêm là quý vị và các bạn biết gì. 6 cuộn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm danh lại. Thu Hiền này, Chế Linh Thanh Tuyền này, Tứ Đại Danh Ca này, Thanh Tuyền Hương Lan này, Liên Khúc Tuấn Vũ, Ngọc Sơn. 6 cuộn này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Đó là 300.000 đồng. Chỉ có 50.000 đồng một cuộn thôi. Bỏ ra 50.000 đồng một cuộn, mua về sử dụng được cả hai mặt, mặt A và mặt B. Chất lượng âm thanh thì vỗ đùi đen đét. 6 cuộn là 300.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. 300.000 đồng là tiền băng, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua được quyền trả. Người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Còn đây là cái mà kính tặng mọi người. Cuộn băng Sony HF90 mình thâu rồi này, nhưng mà lại thâu nhầm. Một mặt là Liên Khúc Tình Yêu, một mặt lại là Hương Lan Tuấn Vũ. Thâu rồi đấy nhá. Đấy, thế bây giờ mà bỏ vào thâu lại, một mặt kia là Liên Khúc Tình Yêu thì cũng được thôi, nhưng mà chả hơi đâu mà bỏ lại thâu lại. Cứ để như thế này để tặng thì tình cảm nó đi lên. Ngoài cái vấn đề 6 cái cuộn băng chất lượng cao thì tình cảm đi lên rồi, lại còn thêm cái cuộn này tặng cho nó đậm đà. Cuộn này thì đây, cuộn này nó bị nhăn là cái đoạn đầu này. Nhân cái đoạn đầu này về các thượng đế xóa đi thâu lại. Đây, đấy, xóa đi thâu lại. Tổng combo này là 8 cuộn, 8 cuộn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cuộn. Cái cuộn này lát nữa cho cái vỏ vào đây nữa cho nó hoành tráng. Hoành tráng làm sao? Cũng là bỏ là nghìn vàng trả tiếc thì tiếc gì tiền bò. Đây, đấy, để cho nó hoành tráng. Cuộn này cũng có vỏ luôn. Thế là 8 cuộn. 6 cuộn bán, 2 cuộn tặng, 300.000 đồng. Một mức thóc rẻ nhất của đất. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt. Chào sông Mã anh hùng.